100.000 để cho ốc quay nữa. Cô được thấy nha, hãy là An Sida đã quay trở lại ha, đêm rồi nha. Mọi người hãy dành ra cho An 30 giây nha để subscribe kênh, like, share video ha, để giúp An có động lực nha. Hiện tại mình đang có mặt ở chợ đêm để xem thử coi. Mình thấy là các bạn đi săn ở chợ đêm á thì cũng được khá khá đồ, không siêu phẩm lắm nhưng mà cũng có được vài em nay vintage. Thì hôm nay đó là cũng mưa, mưa dầm từ 2 giờ mấy tới giờ thì không biết là ở dưới chợ có bán đông đủ hay không. Mình cứ đi thử ha, ngồi chờ nãy giờ tạnh mưa rồi. Bây giờ đi nha. Thì mình đi Đà Lạt cũng rất là nhiều lần, mình ghé chợ đồ cũ cũng rất là nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình ra chợ đêm ở chợ này. Bây giờ tầm khoảng 6 giờ thôi, thấy hoạt động cũng nhiều quá. Hôm qua có một bạn thổ địa ở đây, hồi chiều dẫn mình đi mua đồ chơi á, săn được 4 chiếc khăn xịn. Này thì áo khoác nha, nhìn em cũng không biết là mới hay cũ nhưng mà chắc là cũ á. Hai em này xì gà, hy vọng nó quay này phát kia quay màu đẹp. Lâu quá có mấy bạn hỏi mình là kiểu như comment mình hỏi là chợ đêm thì ổn không, thì đây là câu trả lời dành cho các bạn. Bộ Adidas này đẹp nè, nhưng mà thôi sao lưng có chữ mà đã bay hết à. Hy vọng nha, kiếm gì đó quay cho mọi người xem chứ không quay thì cũng hơi buồn, không có gì chứ. Phay nữa nè, nó phay thì mọi người chơi thường là mùa này vô mùa mà chơi chống nước, cái này có thể uy tín nè. Nó phay thì cách tràn lan nè, cho nên mọi người phải chích kỹ. Nó phay thì có giá nhất là những chiếc áo phao 700 á, chiếc này vintage tiền. Chiếc hàng bản hàng cũng đẹp nhưng mà dạo gần đây mình kén ở đồ rồi. Quay lại câu chuyện The Not Phay. Cái áo phao á, nó phay thường là gần đây hot, cái áo phao mà 700, chỉ 700 á, phao béo á, đó, chỉ đó là xuất sắc luôn, đẹp mà còn mắc nữa chứ. Lenin thì đẹp nhưng mà không thích. Đây, con Lenin đi. Mấy chiếc Lenin này phải đẹp nè. Lenin là hàng của nội địa Trung Quốc. Ở đây cũng về Việt Nam cũng có showroom đồ nhiều nhưng mà không thích nha, là do thương hiệu của mình là Lenin. Simple basic chốc rồi. Chị em SM này fit tầm L á, 100k, 100.000 hả chị?
kiếm một, hy vọng là kiếm được chiếc đỉnh quay 700 chứ có cái nịch. Biết có đi lộn khô không, và thấy đồ mới nhiều hơn đồ cũ không biết là như thế nào ha. Rồi giờ thì không có đi cho nên hôm nay đi thì không biết như thế nào. Oh yeah, oh yeah, một phát này chỗ nhiều nè, 80. Đi một mình á, mà kiểu cầm cái Google quay, nãy cũng có nhiều người nhìn vô lửa dữ quá, người ta nhìn kiểu người ta cứ nghĩ là mình đi phá review gì đó, cho nên là người ta cũng hơi ngại mình. Chiếc này rẻ nè, nhưng mà khổ cái giờ muốn mua cũng không có để mà mua. Đó, cho nên là mọi người hãy xem được video này thì hãy nhớ like nè, subscribe nè, share video này cho An nha, để An có động lực nha, đi quay tiếp. Đát nè, đát điện pháp. Đát này chắc là đát training quá. Đây này xem tầm LL pháp nè, cấp quá. Con bơ đá, đá hơi lạ nha. Muhammad Ali, cái bản này Muhammad Ali là cái người ông mà kiểu đây các bạn xem ông đó nha. Đó. Tốt không? Không biết. Tùy, dạ, tùy quần thôi chú. Cái vải là thấy nghi rồi, nhưng mà không phải cái mà mình nghi, nhưng mà đó, cũng chấp nhận được. Cũng có gì đó quay cho mọi người xem bên trong nữa kìa. Đây nha, chưa chịch lỗi. Tâm mì mờ đẹp. Cho coi này nữa là biết nè. Rồi 100.000 này pha kê nha, cũng đẹp cũng ngon rồi chứ. Phải cho chơi ập quay nữa. Cái gì vậy? Đi luôn sushi, chị tấm mì cặp quay à, nè bắt đầu là kiểu có sung máu rồi đó. Đi săn đồ mà mấy bạn kiểu chỉ cần gặp một hai món siêu phẩm thôi là bắt đầu sung máu rồi. Xem mờ người châu đình đó nè,
Citroen E mà in cửa hình nhắn đợi vậy. Bỏ này giống Hồng Kông à. Bên cốt hả? Cũng buôn chứ. Cái này thì uy tín nhưng mà xấu. Này vui nè, này đúng kiểu Hồng Kông. Tạo vua bên cốt. Sang trái cây mà đẹp, form đẹp. Trời ơi, có một đặc điểm mà không có một cái Nike nào hết. Cho dù Nike cỏ vẫn không thấy nha. Columbia. Không có gì luôn rồi à, mua cái áo này đi. Đi chơi khỏi sợ siêu hết 3G. Nó dính nó tác in sẽ ít hình đợi. GM nhựa than cũng có, cuối cùng cũng cầu được thấy nha. Hãy là không xuất sắc nhưng mà chơi được, chơi ngã chỗ kia gặp mấy cái NBA cũng ngon nhưng mà không mua. Ở đây thì cũng có. Rồi, hết rồi ha. Nãy giờ mua được hai món. Đây, hai món. Thì bây giờ tiếp tục cái công việc là đi ăn thôi, đói bụng rồi. Đi kiếm cái gì ăn. Chợ Đà Lạt, chợ đêm. Mà hôm nay là mưa, chắc là cũng hơi vắng á. Thì nếu mà các bạn đi trước ngày không mưa thì chắc là sẽ nhiều đồ hơn. Để có nhiều sự lựa chọn hơn ha. Hôm nay mình cũng hơi xui, vừa xui cuộc hơn. Sáng vào chợ thì được cái khăn. Mấy bạn có coi TikTok thì chắc là biết rồi, một cái Victory, một cái Gucci à. Giờ thì một cái Dickie, một cái đồ